Chào anh em nhé. Hôm nay đẹp ngày là tiễn em Shibora 338 này. Đang test đồng tốc 3 cầu này. Đồng tốc 3 cầu cho mấy anh em ở Quảng Ngãi nhá. Nên em đóng móc với đầu xe là trước khi giao xe là em test đồng tốc đều hết nha. Ba bánh lăn đều, không cái nào để cái nào luôn. 113 tầng chậm nhá, tầng chậm nhất, tầng 1. 113 tầng chậm nhất luôn. Tầng L đấy, tầng 1 đấy. Con này nó ghi số 1 chứ mà là L. Xe tới là giờ đang chuẩn bị bàn giao cho em nó lên đường về với Quảng Ngãi. Rồi. Anh em nào cần xe lăn té thì liên hệ em nhé. Anh em cần những cái dòng xe lớn bé cả đầu cả móc kéo, và móc này móc 2m 3m lúc tôi đang hơi rồi. Cần những xe gì thì liên hệ em, đầu xe hay móc bóng mới gì là có đầy đủ hết nhé.